Nay em Toàn Thắng xin giới thiệu với các bác một lô điều hòa đều đời cao và hàng chức năng viền đen nhé. Hãng Panasonic và có đầy đủ tôn khiển đi kèm cùng nhé. Nguyên bản tại Nhật Bản về nhé. Bác có nhu cầu nào, có nhu cầu lắp từ 9.000 đến 24.000 này. Liên hệ giúp em 0914300368. Các bác nếu dùng về đồ Nhật rồi thì sẽ biết những cái hàng điều hòa Nhật Bản rất là tốt. Invector 2 chiều nóng lạnh, chống khô da Lalo Ecolabi khử khuẩn. Nano khử khuẩn Ecolabi tiết kiệm điện. Hàng nhà em tuyển chọn rất xuất sắc các bác nhé. Bác nào có xem được thì đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh giúp em. Cứ đăng ký bên em bán tất cả các sản phẩm hàng Nhật VIP của đồ gia dụng của Nhật Bản. Chào các bác.